Còn cái giày nữa, cái lúc này vợ em chịu hết nổi rồi, mới quay mặt đi giận. Cái em mới nói là giận anh hả? Cái vợ em nói là ừ giận. Cái em nói là giận rồi, bây giờ giờ ví dụ anh cầu hôn em có chịu không? Phải đợi cũng mấy 10 giây sau suy nghĩ một lâu rồi mới trả lời có. Giận giận nhưng mà đừng giận Thì muốn. giận cái này giận khôn nè, người ta thường nói á là giận quá mất khôn, không phải là giận khôn, giận khôn mà giận. Là lúc đó mới cầu hôn nha chính thức á. Rồi sao đó em tức ơi là tức, em không có còn cái cảm giác sung sướng hạnh phúc giống như người ta được cầu hôn đó, là em chịu hết nổi rồi, bị hành hạ 3 tháng rồi. Cho nên là cái cảm giác bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc nó cũng không có còn được nguyên vẹn nữa. Vậy là cuối cùng nó lẫn lộn tùm lum luôn á. Lẫn lộn tùm lum hết á. Rồi sau đó là có tổ chức đám cưới với nhau mà đúng không? Từ lúc cầu hôn xong là 3 tháng sau là em quyết định là ngưng công việc ở bên Massachusetts, xong rồi sắp xếp cuộc sống lại đi dọn qua đây. Thì hai đứa đi đăng ký kết hôn xong rồi mới dọn vô sống chung với nhau, thì 1 năm sau mới là đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian mà sống chung với nhau á, coi như là sống thử đi, thì có khi nào ghen nhau không? Thật sự là từ lúc ở chung với nhau tới bây giờ là hơn 4 năm, thì em chưa có gây chuyện nào lớn hết. Chỉ có nóng á thì nạt nhau một cái, nhưng mà khẩu thôi đúng không? Khắc khẩu thôi chứ cũng không có bao giờ giận nhau lâu. Xí xí kì. Nạt nhau nha, anh chưa bao giờ lớn tiếng nạt em nha. Em nạt. em nóng tính luôn. Rồi cam chịu ha. Bên đây phải cam chịu. Cam chịu lỡ rồi. Giờ lỡ giả chung rồi thì nó tình huống xoay chuyển rồi. Giờ bao lâu thì hai người có em bé? Năm sau là em đi đi học trường y, em học ở xa. Coi như là hai đứa lại tiếp tục ở hai bang khác nhau nữa. Ở với nhau được mới có hơn 1 năm, xong anh sắp tích anh đi nữa. Ồ, phải xa. Phải xa nữa. Coi như là cái thời gian đó là cũng gần 2 năm. Thì anh cứ học một học kỳ xong rồi bay về, thì thăm nhau được tuần lễ, 2 tuần gì đó, xong rồi lại bay đi tiếp. Thì em cứ ở đây em đi làm rồi nói chuyện nhau online, lại tiếp tục quay lại cái khoảng thời gian yêu xa nữa. Mà yêu xa có thấy khó khăn không? Chắc cũng quen rồi. Lúc đó khó thì cũng không khó, nhưng mà cái khó nhất là cái thời điểm mà em mang thai. Lúc đó là thai là em có bầu đứa đầu tiên mà chồng không có bên cạnh. Mỗi lần mà em đi khám thai hay là em bé đạp hay là những cái sự kiện lớn, đứa con đầu tiên mà không có chồng kế bên tuổi thân đó chị. Đúng rồi, tại vì cái thời điểm đó là cái hormone người phụ nữ họ thay đổi. Chỉ cần nhẹ xíu thôi, chạm xíu thôi là tự động cái cảm xúc mình nó dâng trào lên rất là nhiều. Vậy thì cái khoảng cách đó nó làm cho hai vợ chồng, nhất là còn trẻ, nó rất là nguy hiểm. Lỡ ảnh có bạn gái hay là sao? Với em cũng không có nghĩ tới cái chuyện là có bạn gái hay không. Tại vì lần nào nói chuyện cũng anh cũng nói là anh bận học. Và thật sự nếu mà đi học trường y ở đây thì bận thiệt. Lúc nào cũng thấy học không à, không có đi chỗ nào khác ngoài thư viện hay nhà học bài, không có đi đâu hết. Em cũng thường hay giỡn với em là nếu như mà có cô gái nào mà ở trường y mà quyến rũ anh á, anh cũng nói thôi cảm ơn, anh còn nhiều chuyện để học lắm. Làm sao giải thích nữa đi. Tại vì học. Hi, chào chị. Dạ chào em. Oh baby. Chào cô đi con. Baby, chào cô đi con. À, Hiền có thể vô. Hiền. Dạ dạ vô chị. Wow. Chào mừng Hiền đến với nhà của chồng. Dễ thương quá. Chị đi làm. Chị đi làm rồi. Dạ. Rồi ai ở nhà với lại anh? Thường thì có ông bà ngoại ở nhà với anh. Giúp anh chơi trong bé nè. Tại anh làm ca đêm á, cho nên lúc đi làm về cũng có thời gian chơi với bé rồi anh mới ngủ. Trong lúc chờ chị thì anh giới thiệu giúp em những cái gì mà kỷ niệm của hai vợ chồng được. Kỷ niệm với hai vợ chồng mà lớn nhất là kỷ niệm về bé Toby đi nè. Thì vừa rồi mới làm cái nôi cho bé thì có hai vợ chồng có làm cái này. Mọi người nhìn vào ai cũng thích rồi, tại vì nó có hình của bé từ lúc 1 tháng đến lúc 1 tuổi luôn. Có nghĩa là tháng nào cũng canh để chụp hình, xong rồi sau đó là sẽ để từng tháng một ở đây luôn. Theo thì mình thấy thì xung quanh nhà thường là sẽ dán những cái hình kỷ niệm. Dạ, cái đấy thường hình thì mình chụp cũng nhiều lắm, nhưng mà những cái hình cứ mỗi 3-4 tháng là mình chụp thêm hình mới đó, mình bỏ lên tủ lạnh.
cái này là dành cho ai? Cái này là dành cho bé này nè. Tại thằng này con trai nó phá lắm cho nó. Yeah. Là bắt buộc là phải có cái này. Có cái này. Vô bếp, trời ơi, trong bếp để những cái đồ này luôn. Dạ. Yeah. như lúc bà ngoại đó ở đây nấu ăn thì nó cũng vô đây ngồi coi bà ngoại nấu ăn. Không, nhưng mà cũng đỡ ha. Yeah. Phải như vậy thì đỡ trong hơn, lỡ có té cái gì rất là nguy hiểm. Dạ. Yeah. Thường thì trong nhà ai nấu, chỉ là ông bà? Nhà thường thì ông bà nấu, nhưng mà trước khi ông bà ngoại qua đây giúp đỡ hai chồng thì thường là anh nấu ăn. Anh nấu ăn chính luôn đó anh hả? Anh ăn chính luôn. Mà món Tây hay là món Việt Nam? Cả hai luôn. Anh nấu tìm tòi hay là như thế nào không hay? Dạ, thì cái đó là cái tại hồi nhỏ đó, lớn lên là nhà anh là người anh cả lớn nhất, cho nên cái gì anh cũng phải học anh làm hết. Dạ, nên hồi nhỏ anh nấu ăn cho mấy đứa em trong lúc ba mẹ đi làm. Dạ. Như vậy. Wow, cái lý do gì tại sao mà cái hình em bé nhưng mà cái để vô một cái hình của người nào đó? Này mình lên. Trời ơi, dễ thương không? Đây là giống, cho mọi người coi này nha, giống không nè? Giống không? Bởi vì giống không tôi? Xong rồi cắt ra, xong rồi để cục hít. Xong rồi ví dụ như mặt ai giống, thì bây giờ hồi nãy Hiền thấy vô là dày. Daddy, giống Daddy. Rồi xong, vẫn vô. Bởi vì cái này là tôi bị thích nhất nè. Tại vì cái mặt này là cái mặt này nè. Hai mặt đi trên nhau nè. Wow. Trước khi đi vô phòng phải check in một em bé vậy. Đây là phòng. Phòng này của em bà, của ông bà với lại phòng của Toby nó nè. Ông bà vẫn không thể nào quên được cái chiếc võng này, chiếc võng. Từ người lớn thích ha, thích cái võng. Mà Toby cũng thích nằm võng ngủ nữa. Rồi hai vợ chồng là phòng. Dạ phòng này. Ồ, đối diện với ông bà. Dạ. Trời ơi, cái tấm hình dễ thương quá. Tấm hình được hai vợ chồng về Việt Nam chụp hình đi. Đẹp quá. Dạ. Rồi em bé ngủ với ai? Em bé thì lúc mà mới sinh ra thì ngủ với có mình có cái giường riêng cho bé. Dạ. Nhưng mà ông bà ngoại qua đây giúp dành đỡ hơn. Dành. Dạ. Dành ông bà. Đúng rồi, ông bà rất là thương cháu, lúc nào cũng muốn là ở bên cạnh hết á. Bây giờ mình phải đợi chị về. Dạ. Cái thời gian mà làm việc á, hai người khác nhau đúng không? Dạ. Nên làm việc khác nhau là cố ý, tại vì trong lúc vợ em đi làm thì em nghỉ, mà lúc em đi làm vợ nghỉ. Vậy là share nhau về cái khoảng thời gian đó. Dạ. Nhưng mà hơn là cũng có ông bà ở bên cạnh. Dạ. Thôi. Dạ đúng rồi. Đúng là không đâu bằng ông bà. À, có người về. Hi đi. Mới làm về hả? Dạ, chào chị. Trời ơi. Đừng nói với Hiền là thêm một đứa nữa nha. Thêm một đứa nữa. Còn đứa đây nó chỉ một chưa đẻ thôi. Hài hước dễ sợ luôn vậy đó. Vậy thì bây giờ mình phải set một cái chỗ để mình ngồi. Mình phải nói chuyện với nhau mới được. Dạ. Ha. Dạ. Chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Đức Trình Thanh. Tên tiếng Mỹ của mình là Tio. Năm nay mình là 30 tuổi và nghề của mình là kỹ thuật viên xét nghiệm ở bệnh viện. Chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Phương Thi. Năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp cũng là kỹ thuật viên xét nghiệm. Vậy là hai bạn cùng làm là về y tế hết. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi gặp nhau trong trường hợp nào cũng đừng nói với Hiền là cũng y tế luôn nha. Cũng tương tự như vậy. Thiệt ra là hai đứa gặp nhau trên Facebook. Lúc đó là hai đứa ở khác bang. Em ở Massachusetts, còn anh này ở Cali. Xong rồi gặp nhau qua một cái group trên Facebook dành cho những người kỹ thuật viên y tế. Thì nguyên một cái group đó toàn người Mỹ không à, có hai đứa họ Nguyễn. Cái bắt đầu mới địa địa nhau. Mà địa địa là có một người địa đó chị? Xảo quá à. Hai người địa. Một người à. Ủa sao dành nhau vậy? Tại vì mới đầu á, em cũng thấy có người kia cũng comment nhiều lắm mà họ Nguyễn, nên mình bấm vô mình coi. Mà thấy cái hình lúc đó là cười, để cái hình avatar, cái hình cười đưa em nghe đang nghe. Nhìn không có được bắt mắt lắm. Nên em cũng không có ngồi dậy chờ chuyện. Nên bởi vậy có người đĩa là cái người này nhắn tin trước nè. Chơi xấu bỏ qua á chị.
là có nghĩa là bây giờ là đây không nhắn tin mà đây nhắn tin. Đây nhắn tin. Nhưng mà quan trọng là nhắn tin mà có người hồi âm liền hay không kìa. Hồi âm liền, xong rồi nói chuyện rơm rã lắm. Vậy á hả? Bao lâu thì hai người bắt đầu mới là gặp nhau? Nói chuyện thì ngày nào cũng nói trong vòng 2 tháng. Sau đó thì ảnh bay từ Cali qua Massachusetts để gặp em. Cái lúc mà gặp nhau á, có bị bất ngờ không? Dạ, rất là bất ngờ. Tại vì nhìn nói chuyện trên Skype, trên Facebook thì cũng nhìn thấy hình nhưng mà cũng không có rõ lắm. Tại vì nhìn ở ngoài khác mà. Nên là em mà bước xuống sân bay đi ngó vòng vòng thì không thấy ai lùng giống bạn gái mình ta. Thế thì nhìn thấy cô kia mặc áo khoác dài thật dài luôn. Nhìn chắc là bạn gái rồi, em mới bước lại gần không dám hỏi tại vì là lỡ lộ người sao. Nhưng mà thấy nó thì cũng nhận ra em. Đúng rồi. Cái cảm xúc lúc đó như thế nào? Rất là bất ngờ. Tại vì khác với cái hình avatar là ở ngoài em nhìn rất là nóng bỏng. Vậy. Còn bạn thì sao, lúc mà gặp ảnh thì có thấy khác gì không? Thiệt ra bất ngờ thì cũng không bất ngờ lắm. Nhưng mà mắc cười nhất là cái dáng đi thôi. Đàn ông gì mà đi tướng sàn ơi là sàn. Đãi qua đãi lại. Có quyết định là thôi mình im lặng mà mình lửa thổi đi về nhà không? Hay lỡ là vẫn... thấy rồi. Nhưng mà cũng hay cho vợ em là gặp người trên mạng. Mà em là người tương đối cũng đàng hoàng. Chứ mà gặp người khác thì không biết đời sẽ đi về đâu rồi. Ủa mà sao dám khẳng định là người đàng hoàng thế chứ? Đúng rồi, bởi vậy. Cũng không biết nữa. Lúc đó nói chung là cũng mắc cỡ, không có dám kể cho bạn bè hay gia đình nghe là mình đi gặp người quen trên mạng. Cho nên là đó sáng sớm 6 giờ chạy từ nhà ra sân bay cũng mất gần 1 tiếng. Cứ lẳng lặng đi thôi. Thiệt sự nếu mà không phải người tốt mà lỡ bị gì á là chắc không biết kiếm đâu ra luôn. Rồi cái cảm xúc lúc đó có quyết định là của nhau hay không? Thì lúc nó gặp nhau thì cũng lúc đó vợ lúc đó lái xe tới thì em thường đàn ông mình lái xe để mà người bạn gái mình khỏi phải lái. Thì trong lúc lái xe em cứ hít vào thở ra thì thật là mạnh, thì không thể ngờ là mình ngồi đây cái bên người mình nói chuyện cũng 2-3 tháng rồi. Em tới khách sạn trước rồi cất đồ cũng phải 2-3 tiếng rồi mới chở nhau đi ăn tối. Ủa sao xếp vali làm gì mà 2-3 tiếng? Ủa chứ là nếu mà từ tiểu bang này qua tiểu bang kia thì chỉ cần 1-2 cái áo hay là cái gì mà sao? Cái đó thì không hiểu. 2-3 tiếng đó thì là lần đầu hai vợ chồng ân ái gần nhau đấy. Là ngay lần đầu gặp mặt. Ngay lần đầu gặp mặt đó chị. Dễ sợ. Mới nói là hên cho em anh người đàng hoàng. Chắc là hên thiệt. Chứ lúc đó quất ngựa tri phong cô không biết kiếm đâu ra mà đòi. Rồi ba mẹ biết không? Ba mẹ của bạn lúc biết đó thì chưa biết. Giấu luôn á hả? Giấu luôn. Nguyên cái tuần mà ảnh ở đó lần đầu tiên gặp nhau là chỉ có hai đứa biết với nhau thôi. Chứ cũng không có nói gì với nhà. Rồi sau đó thì cái câu chuyện tình yêu của hai người diễn ra như thế nào? Sau một tuần qua bên đó thì em phải quay lại đây thì vẫn tiếp tục công việc. 3 tháng sau thì em có dịp về Việt Nam thăm gia đình thì em cũng lén lút em kiếm được địa chỉ, không hỏi chị này, họ hỏi địa chỉ để em tới ra chào ba mẹ của Thi luôn. Nhưng mà ba mẹ Thi có bị bất ngờ không? Tại vì hoàn toàn Thi nó không có nói gì hết. Không, tới cái thời điểm đó thì cũng có nói sơ sơ là đang nói chuyện qua lại với cái người này. Dạ, và khi mà em tới nhà không thể ngờ được là bên Mỹ, em ở bên Cali, vợ em ở bên tuốt bên kia nước Mỹ. Mà về Việt Nam thì nhà vợ em với nhà em cách nhau đi xe cũng cỡ có 5 phút tới à. Vậy luôn. Nó duyên tiền định đó chị. Duyên tiền định, nhưng mà cái vấn đề là duyên tiền định tại Mỹ. Tại Mỹ. Một cái 5-15 phút mà bên đây thì nó khác. Bên đây thì cả tiếng đồng hồ. 6 tiếng mà. Ồ. Rồi bao lâu thì hai người quyết định là lấy nhau? Thì chính thức là sau 8 tháng là em qua đó chơi và dẫn Thi đi mua nhẫn. Lúc đó cho Thi một số lượng là 5 nhẫn đô, muốn chọn nhẫn gì cũng được. Rồi cuối cùng Thi chọn một chiếc nhẫn cũng vừa ý, lúc đó giá trị là 3.500 đô. Nhưng mà lúc đó nó đang sale nên giảm giá còn 1.800 thôi. Nhưng mà em nói Thi là ai mà hỏi thì cứ nói 3.500 đi, đừng nói 1.800 chi. Mất mặt lắm. Nói chung á là nó không quan trọng về số tiền mà quan trọng á là Thi thích. Dạ đúng rồi, phải em là người lựa. Dạ và lúc đó em cũng không biết sao em nảy ra ý định là ngay cái tiệm nhẫn luôn. Em quỳ xuống một chân. Và lúc đó Thi cũng rất là bất ngờ. Em nói đừng có làm ở đây, đừng có con ở đây.
em cũng quỳ xuống nói anh biết mà, tại em quỳ xuống anh cột dây vậy thôi. Trời ơi. Thế là trong vòng 3 tháng sau đó là mỗi lần đi chơi thì em cứ cột dây, giật rồi cột dây. Cột dây suốt luôn hả chị? Rồi cái cảm xúc của em như thế nào? Nó cứ lơ rồi nó xuống, nó lơ rồi nó xuống, mà em tức ơi là tức. Nhưng mà đã cầu hôn rồi, thì bây giờ đã cầu hôn chưa? Chưa luôn. Chưa. Mới đi mua nhẫn thôi nhưng mà chưa được cầu hôn. Dạ, tới cuối cùng thì tới mùa hè cũng đi đám cưới một người bạn ở bên Dallas. Chỗ hai chồng ở bên cái bờ hồ. Ngày đó thì không biết cái giày em mang sao nó cứ bị tuột dây hoài chị. Em cứ cúi xuống em cột hoài à. Còn nguyên ngày luôn á chị. Nguyên ngày luôn. Nguyên ngày cứ đi bỏ chút xíu tuột dây giày, cúi xuống cột dây. Nhưng mà cái này là vô ý hay là cố ý? Dạ cố ý, tại em cố ý dẫn em dạy em tới những chỗ rất là lãng mạn và cột dây giày. Kỳ vậy, gặp chị điên. Thầy có chị em tức ơi là tức luôn. Dạ mà tới tối đó lúc nửa đêm thì hai vợ chồng đang đi bộ bên bờ hồ đó. Thì em lại cúi xuống em cột dây giày nữa. Cái lúc này vợ em chịu hết nổi rồi. Mới quay mặt đi giận. Cái em mới nói là giận anh hả? Cái vợ em nói là ừ giận. Cái em nói là giận giờ ví dụ anh cầu hôn em có chịu không? Thấy đợi cũng mấy 10 giây sau suy nghĩ một lâu rồi mới trả lời có. giận nhưng mà đừng giận. Nhưng mà muốn. Cái này giận khôn nè. Người ta thường nói á là giận quá mất khôn. Không phải là giận khôn. Giận khôn mà giận. Là lúc đó mới cầu hôn nha chính thức á. Rồi sao? Đó em tức ơi là tức. Em không có còn cái cảm giác sung sướng hạnh phúc giống như người ta được cầu hôn đó. Là em chịu hết nổi rồi. Bị hành hạ 3 tháng rồi. Cho nên là cái cảm giác bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc nó cũng không có còn được nguyên vẹn. Vậy là cuối cùng nó lẫn lộn tùm lum luôn. Lẫn lộn tùm lum hết. Rồi sau đó là có tổ chức đám cưới với nhau mà đúng không? Từ lúc cầu hôn xong là 3 tháng sau là em quyết định là ngưng công việc ở bên Massachusetts, xong rồi sắp xếp cuộc sống lại đi dọn qua đây. Thì hai đứa đi đăng ký kết hôn xong rồi mới dọn cho sống chung với nhau, thì một năm sau mới là đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian mà sống chung với nhau á, coi như là sống thử đi, thì có khi nào ghen nhau không? Thiệt sự là từ lúc ở chung với nhau tới bây giờ là hơn 4 năm, em chưa có gây chuyện nào lớn hết. Chỉ có nóng thì nạt nhau một cái nhưng mà khẩu thôi đúng không? Khắc khẩu thôi chứ cũng không có bao giờ giận nhau lâu. Xí xí kìa. Nạt nhau nha. Anh chưa bao giờ lớn tiếng nạt em nha. Em nạt. em nóng tính luôn. Rồi cam chịu ha. Bên đây phải cam chịu. Cam chịu lỡ rồi. Giờ lỡ rồi. Chung rồi nó tình huống xoay chuyển rồi. Giờ bao lâu thì hai người có em bé? Năm sau là em đi học trường y. Em học ở xa. Coi như là hai đứa lại tiếp tục ở hai bang khác nhau nữa. Ở với nhau được mới có hơn một năm. Xong anh sắp tích anh đi nữa. Ồ, phải xa. Phải xa nữa. Coi như là cái thời gian đó là cũng gần 2 năm. Thì anh cứ học một học kỳ xong rồi bay về. Thì thăm nhau được tuần lễ, 2 tuần gì đó. Xong rồi lại bay đi tiếp. Thì em cứ ở đây em đi làm rồi nói chuyện nhau online lại tiếp tục quay lại cái khoảng thời gian yêu xa nữa. Mà yêu xa có thấy khó khăn không? Chắc cũng quen rồi. Lúc đó khó thì cũng không khó. Nhưng mà cái khó nhất là cái thời điểm mà em mang thai. Lúc đó là thai là em có bầu đứa đầu tiên mà chồng không có bên cạnh. Mỗi lần mà em đi khám thai hay là em bé đạp hay là những cái sự kiện lớn, đứa con đầu tiên mà không có chồng kế bên tuổi thân đó chị. Đúng rồi, tại vì cái thời điểm đó là cái hóc môn người phụ nữ họ thay đổi. Chỉ cần nhẹ xíu thôi, chạm xíu thôi là tự động cái cảm xúc mình nó dâng trào lên rất là nhiều. Vậy thì cái khoảng cách đó nó làm cho hai vợ chồng, nhất là còn trẻ, nó rất là nguy hiểm. Lỡ ảnh có bạn gái hay là sao? Lúc đó em cũng không có nghĩ tới cái chuyện là có bạn gái hay không. Tại vì lần nào nói chuyện cũng anh cũng nói là anh bận học. Và thật sự nếu mà đi học trường y ở đây thì bận thiệt. Lúc nào cũng thấy học không à, không có đi chỗ nào khác ngoài thư viện hay nhà học bài, không có đi đâu hết. Em cũng thường hay giỡn về em là nếu như mà có cô gái nào mà ở trường y mà quyến rũ anh á, anh cũng nói thôi cảm ơn, anh còn nhiều chuyện để học lắm. Làm sao giải thích nữa đi. Tại vì học là ngồi ngày 24 tiếng em ngủ được có 6 tiếng, còn mấy tiếng kia là học hết á. Bây giờ cũng có sắp sửa bé thứ hai rồi, đang mang bầu là 6 tháng rưỡi. Đứa đầu mới có 7 tháng dính bầu nữa rồi. Không có kiên cử gì luôn á hả? Dạ không kiên không nổi. Sao vậy? Ông chờ có đúng 6 tuần. Bác sĩ, tại em sinh mổ là đứa đầu, bác sĩ kêu là ráng chờ 8 tuần. Ông chờ được có 6 tuần là thôi rồi. Hết chờ nổi. Cái đó nguy hiểm lắm á. Nguy hiểm cho người phụ nữ lắm á. Thế này thì nói vậy thôi chứ hai vợ chồng em cũng đã tính là sẽ có bầu nữa.
anh chồng có tật xấu gì không? Ơ, tật xấu thì nhiều. Dạ, thôi, nắm tay anh chị nữa. Vậy á, trời ơi, phủ phàng dễ sợ luôn. Sao? Nhanh, nhanh quá. Dạ. Lật mặt, em nghĩ là tật xấu nhất của anh á là ở dơ. Không, đàn ông ai cũng ở dơ. Có nhiều người rất là, không phải là ở dơ, nếu mà nói ở dơ thì kỳ. Họ giống như, không có giống như mình là sắp xếp đồ, ví dụ đi làm về là quăng, quăng, quăng. Cáo luôn, ông này cáo luôn, nhưng mà ông ở dơ đúng theo nghĩa ở dơ đó chị. Là lúc em mới bắt đầu chung với ông thì khoảng 2 ngày ông tắm lần. Xong tăng lên 3 ngày tắm lần. Bây giờ là tuần lễ rồi. Một tuần lễ mới tắm. Tới lúc mà em nghe cái mùi em nói là em chịu hết nổi rồi, phải tắm thôi là một tuần lễ. Tại vì em kêu nó mới tắm chứ không thôi cũng không biết còn tới chừng nào. Thiệt luôn á. Dạ thì bởi vì người ta mới phát minh ra nước hoa đó chị. Nước hoa á chị, tại vì lúc mà mới quen nhau á, lúc nào gặp nhau cũng sực nước mùi nước hoa, em đâu có biết là như vậy đâu. Tới lúc ở chung mới biết. Không thì ngồi cái bên cạnh không nghe gì đâu. Tại biết có chị cho nên mới... À, đã đi tắm luôn. Đi tắm rồi. Vậy là tật xấu, chỉ là ở dơ thôi. Còn cái tật nào nữa không? Bày hài theo kiểu là giỏ đồ để đó, ngay kế bên á. Mà quăng đồ không trúng, mà cũng để yên ngay luôn. Coi như là đồ ở đây, giỏ ở đây, không thèm bước tới lụm lên nữa. Rồi nấu ăn thì bày hài. Nhưng mà được cái là em không bao giờ phải nấu ăn hết á. Tại vì chồng em nấu hết. Em chỉ có phải đi theo dọn thôi mà ổng nấu ổng bày lắm. Coi như là bao nhiêu nồi niêu xoong chảo chén bát đem ra hết. Đi theo ổng dọn mệt luôn á. Nhưng mà ngon không? Ngon. Ngon. Nếu mà đã nói tật xấu của mình, tại sao mình không mà dạch luôn cái tật xấu của vợ mình đi chứ? Muốn nắm tay lại không? Nắm sợ gì, em đâu có tật xấu gì đâu. À, vợ em không tật xấu, chị chỉ có những cái này là tính của vợ em rồi, nên em nghĩ có nói ra cũng không thay đổi được. Thứ nhất là hay quên lắm chị. Nói cái gì đó mà một vài ngày sau cái em nhắc lại, ủa em đâu có nói gì đâu. Nói gì hồi nào? Hoặc là anh đi bước ra ngoài, đi ra ngoài rồi mới quay lại, quên cái bóp hay quên cái phone. Chị ơi, cái này em phải bổ sung, cái này không phải mình em quên đâu. Ông này ông cũng quên hoài à, hai chồng quên đều. Ồ, vậy là ba tật xấu rồi đó. Nếu mà kể ra là ba tật xấu rồi đó. Dạ, vậy là anh phải kể thêm tật xấu khác. Em bị có một cái gọi là khuyết tật, là em bị điếc lưỡi đó chị. Điếc lưỡi là sao? Điếc lưỡi là ăn cái gì cũng không biết mình ăn cái gì đó. Dù mà ăn cái đồ nào mà ngon cũng ok thấy ngon, ăn đồ dở cũng ok thấy ngon. Có hôm mà qua nhà má em á, má em có nấu đồ ăn mà để ở trên bàn cũng mấy ngày rồi. Mà lúc mà đó qua thì lúc đó má em không có ở nhà. Qua bà này cũng ăn hơi hết luôn, không biết có món gì con quên rồi, nhớ không? Món gì không nhớ nhưng mà có giá. Có giá phải không? À, ăn xong cái má em về á, ủa cái tô đó đâu rồi Thi? Dạ em cái này, có ăn rồi. Cái má em nói, ủa cái tô đó bị thiêu mà sao ăn vậy? Cái vậy em cũng không biết là đồ ăn thiêu luôn. Em tưởng cái vị của nó là vị chua như vậy. Dạ, cái lưỡi, dạ gọi là điếc lưỡi. Điếc lưỡi đó. Rồi ngày hôm đó có bị tào tháo rồi cũng không? Không, không bị. Giỏi à. Bụng khỏe luôn. Vậy là hai tật xấu rồi đó, đây ba, đây hai. Cái cuối cùng mà em nghĩ không bao giờ thay đổi được là vợ em không biết phương hướng chị. Không biết phương hướng chị. Ví dụ mình đi mà quên đường về hay đi đâu á, không biết quẹo trái quẹo phải là cứ quẹo đại đi, đi mình không thấy không có định hướng được, không định hướng được á. Cứ quẹo đại đi, mình thấy cái chỗ nào lạ là quay ngược lại đi hướng kia. Cụ thể hơn được không? Cụ thể hơn là có lúc em chở em vợ, chở vợ em đi mà vợ em biết chỗ, nên vợ em chỉ quẹo đây cái tới chỗ này gần hết đường rồi. Em hỏi vợ em, bây giờ quẹo đâu? Cái vợ em nói quẹo trái mà cái tay chỉ hướng phải. Rồi hiểu rồi. Hiểu là không định hướng được, không định rồi. Được có cải thiện gì hơn được nữa không? Dạ. Không đâu chị, nó chỉ càng ngày càng đi xuống. Đi xuống này. Vậy là sau cái chương trình này thì em có muốn nói gì với vợ em không? Có muốn thay đổi một cái gì khác nữa không? À, thay đổi à? Em nghĩ là vợ em là một người mà em đã quyết định từ sau gặp nhau 5 tháng rồi. Cho nên những cái gì của vợ em nè, em cảm thấy rất là hoàn hảo rồi. Em chỉ mong vợ em chỉ khỏe mạnh và vui vẻ để mà tiếp tục làm việc và lo cho hai đứa con của mình. Còn em cũng không nghĩ là em muốn chồng em thay đổi gì đâu. Em nghĩ cái tật xấu mà hồi nãy em chưa kể với chị là mỗi lần mà ổng thả bơm á, là ổng có một cái thú vui là nếu mà ở trong nhà thì đóng cửa chùm mền, mà ở trong xe thì khóa cửa sổ không cho mình mở cửa.
Cái đó là cái giống như là bơm nổ chậm. Cái đó là cái tật xấu mà nếu mà sửa được thì tốt, còn nếu không sửa được thì chắc cũng phải chịu thôi chứ cũng không còn cách nào khác. Còn những thứ còn lại thì em thấy không thành vấn đề. Thì là chấp nhận cuộc chơi. Chấp nhận cuộc chơi rồi. Thì em thấy nếu như mình cùng mình tìm được người hợp với mình á thì mọi chuyện rất là dễ. Cảm thấy thoải mái. Rất là thoải mái. Dạ. Vậy thì em có muốn làm một cái gì đó bí mật cho người vợ mình? Chừng nào chị về tại vì thông qua chương trình thì có muốn làm một cái điều gì đó có ý nghĩa cho vợ mình không? Em cũng có một món quà nhỏ vậy muốn tặng cho vợ em, nhưng mà món quà đó chỉ mang tính hài hước thôi, chứ nhưng mà đối với vợ em thích những cái hài hước như vậy. Ok, vậy là mình phải giữ nha. Yeah. Mình giữ để mình làm bất ngờ cho cho cô ấy nha. Yeah. Này em phải đứng lên nha. Vậy có né không vậy? Không, này thôi. Anh sự rất là cảm ơn em vì đã thứ nhất là đã tin tưởng vào anh và đã dọn qua đây Cali ở với anh. Sau đó anh có đi học xa thì em cũng ở đây và cũng rất là vất vả cho em. Quên rồi, dây dày được cột rồi. Cũng phải cột dây dày nữa. Dây dày được cột nữa. Có lại cái mùa này thì nó mình phải giữ chậm sức khỏe của mình, tức là mùa dịch nữa. Nên anh có món quà tặng cho em. Giữ gìn sức khỏe nha em. Cái này bây giờ quý lắm chị, kiếm không ra. Kiếm không ra đâu chị. Đúng rồi. Giữ gìn sức khỏe nha em. Trời ơi. Trời ơi, hiền hài lắm. Bây giờ Hiền mới biết được là cái độ lầy á chị. Đôi lầy. Nhưng mà em phải là cảm thấy là mình may mắn là có người bạn đời như vậy. Tại vì sao cuộc sống mình đã quá gọi là bị stress rồi. Mọi thứ nó quá stress rồi mà gặp được một người chồng vậy á thì chỉ lúc nào là đi về là cười. Dạ đúng là như vậy. Yeah, thì cũng xin cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn hai vợ chồng đã dành cái thời gian cũng như là sự chia sẻ với lại các cặp vợ chồng khác. Thời gian cũng đã dừng lại đây rồi. Cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian lắng nghe những lời chia sẻ của cặp vợ chồng.